Xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay mình với các bạn cùng nhau đi bóc hộp cái cuộn quạt nha các bạn. Stay to nha các bạn. Thì mình sẽ kiểm tra cái cuộn quạt mới, nó sẽ điện trở nó như thế nào, để sau này mà các bạn gặp trường hợp á mà cái quạt của người khác bị hư á, bị cũ quá hay là hư tụ cháy tụ á, người ta bỏ nhưng mà cái cuộn quạt nó vẫn còn xài được á, thì các bạn có thể kiểm tra được và test được, xin về sử dụng nha các bạn. Ok, mình sẽ cắt cái hộp này ra nha các bạn. Ok, thì cuộn quạt này cơ sở làm là Quốc Hưng nha các bạn. Mình mua đại ngoài tiệm điện nước các bạn. Ok, thì bên trong nó có sẵn 5 đầu dây nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra 5 đầu dây này như thế nào. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Trước tiên á, các bạn nhớ cho mình là dây đỏ này, dây xám này, dù khi nó làm bằng dây đen nha các bạn. Thường là hai dây này á, mình đấu vào tụ nha các bạn. Thì màu xanh, màu vàng, màu trắng tương ứng với dây số nha các bạn. Màu xanh là số 1, màu vàng là số 2, màu trắng là số 3 nha các bạn. Thì trước tiên các bạn chỉnh cái đồng hồ của mình nó sang chế độ đo ohm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo. Mình đo dây đỏ với dây xám trước. Thì dây đỏ gọi là dây đề, còn dây xám gọi là dây chạy nha các bạn. Rồi. Thì thường nếu mà tụ điện bình thường á, thì khi mà mình đo dây chạy với dây đề với nhau thì nó rơi khoảng từ 700 ohm trở lên nha các bạn, 700 ohm tới 1000 ohm trở lên nha các bạn, đối với cuộn B4 của mình nhớ các bạn, đây là B4 nha các bạn, còn B3 thì cũng khoảng đó thôi. Thì ở đây các bạn thấy không, nó để là 0.841 kilo ohm thì tương đương với là 842 ohm nha các bạn. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ đo dây đề với dây số. Đây là số 1 nha các bạn. Rồi, dây số 1 là nó khoảng 237 ohm nha các bạn. Thì giữa các dây số thì nó sẽ cách nhau khoảng từ 60 cho tới 70 ohm nha các bạn. Nếu mà ví dụ nếu mà dây đề của mình nè, mà đo với dây số 1 là 237 ohm, 240 đi, mà mình đo chỗ này cũng 240 á, thì cái cuộn này là nó bị có khả năng nó bị chập á nha các bạn. Rồi bây giờ mình đo lại nè, 240 đi nha các bạn. Rồi, này là 200, cho 300 đi. 300 thì nó cách nhau khoảng 60 ohm là ok nha các bạn. Rồi, đây là 360 ohm, 360 ohm nha các bạn. Thì cách nhau khoảng từ 60 cho 70 ohm là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đo là dây chạy với dây số nha các bạn. Thì để mình kiểm tra dây chạy với dây số thì mình nắm cái dây chạy, mình đo với con số 3 trước nha các bạn. Rồi, nếu mà mình đo với số 3 nó ra khoảng là từ 300 mấy cho tới 400 ohm trở lên đó, thì ok nha các bạn. Thì nó cũng cách nhau, giữa các dây số này cách nhau khoảng từ 60 cho tới 70 ohm nha các bạn. Đây mình đo lại nè,
483 ohm, mình cho 480 như vậy tính nha các bạn. Hiện đây phải là 540. Đó, khoảng 540 nha các bạn. Thì đây khoảng là 600 ohm. Đó, các bạn thấy không? Thì đây đối với những cái thông số của cái cuộn mới nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ ghi lại cho các bạn. Nếu bạn không nhớ thì nhìn vào đây nha, mình diễn giải lại lần nữa nha. Mình bỏ cái này qua một bên. Ok. Trước tiên là các bạn phân biệt cho mình là dây đỏ là dây đề. Thứ hai, dây xám thường nó làm dây xám, còn nếu mà không làm dây xám nó làm dây đen thì các bạn đó biết nó là dây chạy nha các bạn. Thì màu xanh tương ứng với số 1, màu vàng tương ứng với số 2, màu trắng tương ứng với số 3 nha các bạn. Thì khi mà mình đo, mình kiểm tra thì mình kiểm tra đơn vị ohm nha các bạn. Thì trước tiên các bạn vào đo cho mình dây đỏ với dây xám nha các bạn, là dây đề với dây chạy. Thì nếu mà quạt B4 á, là nó rơi khoảng từ 700 cho tới 1000 ohm nha các bạn. Còn B3 thì 800 cho tới 1000 ohm là chạy bình thường nha các bạn. Rồi nếu mà trường hợp mà 600 mấy trở xuống á, là bỏ nha các bạn. Ở này nó bị hư nha các bạn. Rồi tiếp theo, dây đỏ với dây xanh, dây số 1 thì mình sẽ đo lên, ví dụ đó là 200 đi, thì nó cách nhau là những cái dây còn lại nó cách nhau là từ 60 cho tới 70 ohm nha, có thể cao hơn nha các bạn. Ok, nếu mà thấp hơn thì nó sẽ bị chập nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ đo dây chạy với các dây số. Thì trước tiên các bạn đo cho mình dây xám với dây số 3 trước và dây trắng trước nha các bạn. Thì nó rơi từ 300 mấy cho tới 400 ohm là ok nha các bạn. Thì cũng tương tự là cách những cái dây số cách nhau từ 60 cho tới 70 ohm là chạy bình thường nha các bạn. Rồi, ok. Thì mình đã tổng hợp lại nha cái kiến thức về vấn đề mình kiểm tra cái cuộn điện, cuộn quạt nha các bạn. Thì nếu các bạn nào ở nhà mà có cuộn quạt cũ á, mà hàng xóm hay ai á, người ta bỏ, các bạn có thể xin về các bạn kiểm tra test thử nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem tới giây phút này nha các bạn. Thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu, rồi có những gì hay ho hấp dẫn mình sẽ up lên YouTube nha bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình cách đăng ký kênh cũng như là mở chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mình up lên YouTube nha bạn. Ok, cảm ơn bạn, xin chào bạn nha.